Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi theo dõi video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Ông Park và mối lo mang tên U23 Triều Tiên. Không phải U23 UAE hay U23 Jordan, U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có thể là đối thủ đáng lo ngại nhất đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở giải U23 châu Á 2020. Ở màn trả lời phỏng vấn đầu buổi tập chiều ngày 25 tháng 12, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã lên tiếng thừa nhận khó khăn đầu tiên trên mặt trận phân tích thông tin đối thủ. Không phải U23 UAE hay U23 Jordan, U23 Triều Tiên mới chính là cái tên gây đau đầu cho thầy Park và các học trò. Ông cho biết, U23 UAE và U23 Jordan là những đối thủ rất mạnh, nhưng riêng U23 Triều Tiên tôi lại không nắm được nhiều thông tin vì họ khá kín tiếng. Đây là lần đầu tiên thầy Park thừa nhận khó khăn ở công việc mà ông và các cộng sự tỏ ra thạo nhất, một công việc đóng vai trò quan trọng trong những chiến thắng của các đội tuyển Việt Nam. Trong bóng đá, thu thập thông tin về các đối thủ là một phần quan trọng của quá trình chuẩn bị. Trước đây, huấn luyện viên Park thường cử các trợ lý thân cận như là Lee Jong-jin, Kim Han-jun đi xem các trận đấu của đối thủ, hoặc thân trinh đi làm công tác do thám để từ đó đề ra các phương án chiến thuật. Ông Park và ekip của mình không thể làm điều đó với U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhà báo Hong Jae-min, chủ biên 442 Hàn Quốc chia sẻ với Zing.vn, Triều Tiên luôn là đội bóng bí ẩn, rất khó để tìm kiếm thông tin, hình ảnh, video của các đội bóng Triều Tiên trên Internet, cũng như những đầu mối có thể cung cấp thông tin về các đội bóng ở quốc gia này. Sự bí ẩn chính là thứ vũ khí lợi hại giúp các đội bóng Triều Tiên giành được kết quả có lợi khi đương đầu với những đối thủ mạnh. Tại ASEAN 2014, đội Olympic Triều Tiên đã xuất sắc vượt qua những ông lớn như UAE ở tứ kết và Iraq ở bán kết với cùng tỷ số 1-0 để giành vé vào chơi trận chung kết. Tại ASEAN 2018, Olympic Triều Tiên đã đánh bại Ả Rập Xê Út với tỷ số 3-0 ở lượt trận cuối cùng để giành vé vượt qua bảng tử thần, nơi có sự xuất hiện của Olympic Iran. Ở cấp câu lạc bộ, các đội bóng Triều Tiên cũng là đối thủ khó chịu với mọi đội bóng khi thi đấu ở đấu trường châu lục. Tại trận chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, câu lạc bộ Hà Nội không thể đánh bại Aprin 25 sau hai lượt trận và nhìn đối thủ giành vé vào chơi trận đấu cuối cùng. Đội tuyển Việt Nam cũng không thể thắng Triều Tiên ở lần đối đầu gần nhất trong trận giao hữu hồi tháng 12 năm 2018. Ông Hong Jae-min nói tiếp, không riêng gì ông Park, mọi huấn luyện viên ở Hàn Quốc đều gặp khó khăn khi phân tích thông tin về bóng đá Triều Tiên. Các đội bóng trước khi đấu với Triều Tiên đều gần như phải chuẩn bị trong tưởng tượng. Nằm chung bảng với U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Triều Tiên hoàn toàn có thể trở thành chướng ngại vật khó lường đối với những toan tính chiến thuật của huấn luyện viên Park và các cộng sự. U23 Việt Nam sẽ thi đấu với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối cùng ngày 16 tháng 1 sau các trận với UAE ngày 10 tháng 1 và Jordan ngày 13 tháng 1. Chỉ còn 2 tuần nữa, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch tranh tài ở vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan và cuộc cạnh tranh một suất tham dự giải đấu này giữa các cầu thủ hứa hẹn sẽ khốc liệt. Chính xác ra là cuộc cạnh tranh giành những suất còn lại trong danh sách dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 còn khoảng chục gương mặt mới được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập hứa hẹn sẽ khốc liệt. Bởi hầu như toàn bộ những cầu thủ dự SEA Games 30 được coi là đã chắc suất đến Thái Lan sau khi họ đều đã khẳng định được năng lực thi đấu của mình trên đất Philippines. Vị trí thủ môn được coi là tương đối dễ thở với 3 người dự kiến được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập. Sau màn trình diễn khá ấn tượng ở SEA Games 30, Văn Toản tỏ ra khá chắc suất dự vòng chung kết U23 châu Á, thậm chí là suất bắt chính. Bùi Tiến Dũng và tân binh Eli Nie có thể đều sẽ được chọn cho hai vị trí dự phòng hoặc ít nhất là một trong số họ sẽ được chọn. Trong trường hợp này, Bùi Tiến Dũng vẫn có cơ hội cao hơn dù anh từng mắc lỗi ở SEA Games. Thủ thành vừa gia nhập câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có kinh nghiệm thi đấu các giải lớn. Và đó là lợi thế đáng kể so với đàn em Eli Nie. Hàng tiền đạo là cuộc cạnh tranh cũng không quá gay gắt. Ông Park nhiều khả năng sẽ chỉ gọi ba tiền đạo Tiến Linh, Đức Trinh. Tiến Linh, Đức Trinh mặc định có suất sau tất cả những gì họ đã thể hiện ở SEA Games cũng như các giải trước đó. Suất dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Nhâm Mạnh Dũng và Danh Trung, hai ngôi sao tấn công của Viettel. So về tên tuổi, Danh Trung đang có lợi thế bởi anh từng thể hiện mình rất hay ở vòng chung kết U22 Đông Nam Á đầu năm nay với khả năng đi bóng lắt léo, xử lý bóng ít chạm tốt, di chuyển thông minh và sút xa khá cử khôi. Nhưng với một nhà cầm quân luôn coi trọng phong độ hiện tại hơn danh tiếng và có những ý tưởng sử dụng nhân sự đầy bất ngờ như ông Park thì chúng ta cũng không thể nói chắc điều gì. So với hàng công và vị trí thủ môn, cuộc cạnh tranh ở hàng tiền vệ của U23 Việt Nam có thể diễn ra gay gắt hơn.
những nhân tố từng góp mặt ở SEA Games 30 như Việt Hưng, Thanh Sơn, Thái Quý, Hoàng Đức coi như đã chắc suất. Chỉ có Bảo Toàn, Trọng Đại, Hữu Thắng là những gương mặt mới và khả năng cao là chỉ một trong số những cầu thủ này được bổ sung vào danh sách dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Hàng phòng ngự có lẽ là nơi diễn ra cuộc cạnh tranh dữ dội hơn cả giữa những gương mặt mới để giành quyền đến Thái Lan. Dù mới trở lại sau chấn thương kéo dài, nhưng với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, Đình Trọng đã chắc suất bên cạnh những cầu thủ vừa vô địch bóng đá nam SEA Games như là Thanh Thịnh, Tấn Tài, Ngọc Bảo, Thành Trung, Tấn Sinh. Điều đó có nghĩa là những gương mặt mới được triệu tập như là Văn Tới, Việt Anh, Dụng Quang Nho, Thiện Đức phải cạnh tranh để giành 1 đến 2 suất còn lại đến Thái Lan. Cơ hội cho các cầu thủ mới được triệu tập thể hiện mình không quá nhiều. U23 Việt Nam sẽ có một trận giao hữu kín với Bình Dương vào ngày 28 tháng 12, rồi sau đó giao hữu với Bahrain trên đất Thái trước khi chính thức tranh tài ở vòng chung kết U23 châu Á. Tất cả khiến cho cuộc cạnh tranh giành những suất còn lại dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 đăng ký 23 cầu thủ giữa 11 cầu thủ mới được triệu tập diễn ra thực sự quyết liệt. U23 Việt Nam kế nào cũng khó, thầy Park lại mất ngủ. U23 Việt Nam còn nhiều điều phải chỉnh sửa trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á, khiến huấn luyện viên Park Hang-seo ưu tư toan tính cho đội nhà vì mình. Sau khi tranh thủ một ngày trọn vẹn bên gia đình, huấn luyện viên Park Hang-seo trở lại Việt Nam vào tối ngày 24 tháng 12 cùng U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan từ ngày 8 đến ngày 26 tháng 1 năm 2020. Trong buổi tập đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, kể từ lúc toàn đội trở về từ Hàn Quốc, chiến lược gia 60 tuổi của U23 Việt Nam tỏ ra khá ưu tư khi thời gian chuẩn bị cho giải đấu ở Thái Lan chẳng còn nhiều nữa, cùng lúc đội nhà chưa ổn như mong muốn. Vấn đề lo lắng nhất với ông Park xem ra vẫn nằm ở khoảng trống của Văn Hậu để lại khi cầu thủ đang chơi bóng ở Hà Lan cho Heerenveen chắc chắn không thể tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Ông Park không lo vai trò trung vệ của Văn Hậu để lại khi Đình Trọng dư sức thay thế hoàn hảo mà rơi vào vị trí hậu vệ cánh trái, bởi lúc này người được coi tốt nhất là Thanh Thịnh vẫn chưa lành hẳn chấn thương. Nếu Thanh Thịnh không kịp trở lại hoặc khó đảm bảo phong độ cao nhất, xem ra không dễ để ông Park tìm ra nhân tố thay thế, bất chấp ở U23 Việt Nam lúc này còn có cả chục cái tên chơi ở hàng phòng ngự. Không chỉ có thế, thời gian của các tân binh hòa nhập và thích nghi với các sơ đồ chiến thuật mà thuyền trưởng U23 Việt Nam đặt ra có vẻ như chưa đủ, bởi hơn một tuần trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, phần nhiều tập hồi phục là chủ yếu. Chỉ bằng vào những điều nói trên cũng đủ để ông Park đáng lo, chứ không đơn giản. Và vì người. Huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ ưu tư và lo lắng với U23 Việt Nam, những gì đang thấy từ các đối thủ cũng là điều khiến chiến lược gia người Hàn Quốc phải dốc toàn lực cho vòng chung kết U23 châu Á tới đây. Bởi rõ ràng, dù cùng là vòng chung kết U23 châu Á, nhưng so với giải đấu ở Thường Châu cách đây 2 năm, thì cuộc chiến tại Thái Lan tới đây khốc liệt hơn rất nhiều. Vào năm 2010, vòng chung kết U23 châu Á chỉ đơn thuần là một sân chơi dành cho cầu thủ trẻ. Sự chuẩn bị về nhân sự cho đến chuyên môn của phần lớn các đội bóng không hẳn đã là quyết tâm nhất. Nhưng giải đấu tới đây tại Thái Lan lại quyết định đến việc tham dự Olympic Tokyo 2020, nên chắc chắn những đội bóng có tham vọng giành vé giống như thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là không ít. Thế nên đừng ngạc nhiên khi UAE, Jordan hay Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đều chuẩn bị một cách nghiêm túc nhất cho vòng chung kết U23 châu Á. Cùng lúc U23 Việt Nam không còn bất ngờ hay ẩn số như 2 năm về trước, để giải đấu tới đây sẽ là thách thức rất lớn cho thầy trò ông Park. Tất nhiên nói như thế không có nghĩa là U23 Việt Nam ngán ngại các đối thủ, nhưng để đảm bảo cho mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020, xem ra chiến lược gia người Hàn Quốc còn phải chỉnh sửa rất nhiều trước khi bước vào trận đầu tiên gặp UAE ngày 10 tháng 1. Trợ lý Lê Huy Khoa vì bận việc riêng nên không thể phục vụ đội tuyển U23 Việt Nam tham dự giải đấu lớn vào đầu năm 2020 tại Thái Lan. Chiều ngày 25 tháng 12, tuyển U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có buổi trao đổi thông tin với báo chí truyền thông ngay đầu buổi tập. Tuy nhiên, khác với mọi lần, hôm nay ông sử dụng phiên dịch Hàn Anh và yêu cầu phóng viên Việt Nam đặt câu hỏi bằng tiếng Anh. Nguyên nhân là bởi trợ lý ngôn ngữ Hàn Việt của đội tuyển bất ngờ xin nghỉ. Trợ lý Lê Huy Khoa chia tay đội tuyển U23 Việt Nam vì bận lý do công việc cá nhân. Ông sẽ không đồng hành cùng huấn luyện viên Park Hang-seo ít nhất là ở vòng chung kết U23 châu Á. Ông Lê Huy Khoa là phiên dịch có thời gian làm việc lâu nhất với huấn luyện viên Park Hang-seo qua nhiều giải đấu. Ông được đánh giá là người có khả năng truyền đạt chính xác nhất những ý đồ, cảm xúc của huấn luyện viên Park với các học trò người Việt Nam.
Việc thiếu vắng trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa không phải điều quá khó khăn với huấn luyện viên Park Hang-seo, bởi ông và các học trò của mình đã có sự thấu hiểu nhất định trong tập luyện và sinh hoạt hàng ngày. VFF cũng sẽ nhanh chóng có phương án thay thế hợp lý, giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có được sự kết nối hơn nữa trong giao tiếp. Đây cũng không phải lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo làm việc mà không có sự trợ giúp của ông Lê Huy Khoa. Ở AFF Cup 2018, ông Lê Huy Khoa đã chủ động xin rút lui, không tiếp tục đồng hành cùng huấn luyện viên Park Hang-seo vì lý do không chịu được búa rìu dư luận khi xuất bản cuốn sách tiết lộ chuyện thâm cung bí sử của tuyển U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Và bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.